Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 11, xí nghiệp lưới điện cao thế Hòa Bình nhận được tin báo có người nhảy dù lượn vướng vào đường dây 110 kV tại xã Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận được tin báo, xí nghiệp đã cử người xuống hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý, cứu hộ, đưa nạn nhân xuống đất đảm bảo an toàn. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc cấp điện và an toàn vận hành lưới điện, làm mất trật tự an ninh trên địa bàn. Xí nghiệp đã báo cáo công ty điện lực Hòa Bình và xin cắt điện khẩn cấp để thực hiện công tác cứu nạn người nhảy dù lượn và mắc vào lưới điện là một người đàn ông sinh năm 1996, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 20 tháng 10, tại địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một người đàn ông trú quán tại thành phố Hòa Bình đã sử dụng thiết bị dù bay do bất cẩn rơi vào đường dây điện 35 kV, gây sự cố làm mất điện đường dây.